Loài chim này có thể đục một lỗ trên cây chỉ bằng chiếc mỏ của nó. Và bạn biết nó là loài chim nào không? Có lẽ bạn đã đoán ra, nhưng hãy để tôi tiết lộ ở phía sau. Chúng ta đều biết rằng gỗ là một vật liệu cứng, vì vậy chúng ta thường sử dụng chúng để trong các vật dụng trong nhà. Nếu bạn sử dụng một chiếc rìu, bạn có thể thấy bạn sẽ cần tốn rất nhiều lực để chẻ nó ra. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn sẽ gắn một cái búa được lên đầu và đóng búa vào một khúc gỗ với tốc độ 10.000 lần một ngày. Lực từ cây búa lên mỗi cú đập sẽ nhanh như tốc độ của một vận động viên chạy nước rút và giảm tốc đột ngột. Bạn hiểu ý tôi chứ? Điều bạn đang làm giống như một loài chim mà tôi muốn nói trong video ngày hôm nay, và điều đó giống như một con chim gõ kiến đang gõ cái mỏ của mình vào thân cây. Bạn có tự hỏi vì sao chim gõ kiến không bị chấn động não không? Bạn biết đấy, đầu của chim gõ kiến được thiết kế dành cho việc này và chúng được tạo ra để đập đầu như vậy. Tất nhiên là không phải thiết đầu công đâu nhé. Chúng có xương sọ xốp, cơ cổ dày và mí mắt đặc biệt đóng lại ngay trước mỗi cú va chạm. Tất cả những điều này khiến những cú đập của chúng vào thân cây đều giảm bớt những tổn thương cho chúng. Nhưng điều khiến chim gõ kiến trở nên độc đáo là chiếc lưỡi của chúng. Không giống như những loài chim khác, chúng có lưỡi dài gấp khoảng 3 lần mỏ. Vậy chúng sẽ giấu chiếc lưỡi ở trong miệng như thế nào? Thực ra, lưỡi của chúng sẽ kéo dài ra phía sau miệng, quanh đầu và kết thúc giữa hai mắt. Lưỡi của gõ kiến có thể hoạt động như dây an toàn và hấp thụ một phần lực va chạm khi đầu chúng giảm tốc sau mỗi lần mổ vào thân cây.